Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bước Ngoặt Channel của chúng mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ ghi hình lại một số những cái cảnh tuyệt đẹp của bãi biển Miami Beach nằm tại Florida này, để các bạn có thể ngắm nhìn thành phố biển xinh đẹp này nhé. Đây là một trong những cái con phố mà nằm trong cái thành phố Miami Beach. Tại đây thì chủ yếu là tập trung khách du lịch. Và nếu như mà các bạn hiện đang ở Sài Gòn hay là đang ở Hà Nội thì thời tiết ở nơi đây khá là hợp với các bạn. Các bạn có nhìn thấy trước màn hình là những hàng cây phượng đỏ không? Khi mà các bạn từ Hà Nội hay Sài Gòn sang đây thì các bạn sẽ thấy khá là thân thuộc bởi không chỉ bởi thời tiết với một cái không khí nóng vào mùa hè và cũng có mưa nhiều nữa, thì các bạn còn nhìn thấy những cây cối quen thuộc, ví dụ như là hàng cây phượng đỏ này, hay là bằng lăng tím, hay là cây cơm nguội vàng, thì các bạn sẽ thấy một cái điều là khá là thân quen. Và đặc biệt khi mọi người đang ở xứ nóng mà sang cái thành phố Miami Beach này hay là Florida thì các bạn thấy rằng là nó cũng không đến nỗi quá là phiền phức cho các bạn. Nhưng tuy nhiên các bạn mà ở khu vực Canada đi xuống Florida vào cái thời điểm mùa hè này thì các bạn cũng nhớ lưu ý để chuẩn bị tinh thần cho một cái không khí khá là nóng, mà nóng có vẻ như là khá hầm hập. Bởi vì khi mà xe ô tô của các bạn để trên đường phố như các bạn nhìn thấy hai bên màn hình đó, thì đến lúc lấy xe xong thì trong chừng độ khoảng 2 tiếng thôi, thì khi các bạn mở cửa xe ra thì xe nó như một cái lò nướng luôn, rất là nóng. Thế thì còn với lại mọi người đang quen với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam rồi thì bãi biển ở Miami này tuyệt vời, bởi vì là nó khá là giống với lại cái thời tiết ở các thành phố như là Đà Nẵng này, Nha Trang này. Thì ban ngày nó nắng nóng thôi, nhưng mà khi chiều tới thì gió biển nó thổi vào thì nó lại trở thành mát mẻ. Và nếu như mà các bạn có điều kiện thì có thể là ở bãi biển Miami này qua một buổi tối, tức là ở một đêm á, ít nhất là một đêm, bởi vì gần về buổi chiều thì khi mà tắt nắng đi thì cái không khí nó sẽ dễ chịu hơn và gió biển nó sẽ mát hơn. Còn nếu mà các bạn ở xa, ví dụ như là từ thành phố khác chạy tới, như hôm vừa rồi thì mình chạy từ Orlando sang và đi về trong ngày, thì hơi bị ngắn cái thời gian mà chơi trên bãi biển. Bởi vì ban đầu thì tụi mình không có dự kiến là đến Miami mà chỉ đến Orlando xong rồi chạy đi các cái bãi biển khác như là Clearwater Beach hay là Daytona. Mình cũng có xem, mình cũng có ghi hình lại một số các cái hình ảnh ở tại hai cái thành phố này, hai bãi biển này, để các bạn có thể tham khảo, thì các bạn nhớ đón xem và tìm lại. Thế thì khi mà có cái việc phát sinh là sang Miami thì mình chạy đi từ Orlando và đi về trong ngày, thời gian ở trên bãi biển không được nhiều lắm và lại ở vào cái thời điểm nắng nóng, cho nên là không tận hưởng được cái không khí mát mẻ của vùng biển đó. Các bạn sẽ nhìn thấy là cây phượng đỏ này rất là nhiều luôn, và điều đặc biệt nữa là các bạn nhìn thấy ở đây những cái cây cọ thì rất là nhiều, được trồng dọc ở hai bên. Và trong một clip khác mình có ghi hình về thành phố West Palm Beach ở phía bắc của bãi biển Miami Beach này, thì các bạn sẽ thấy được rằng là toàn bộ thành phố trồng rất là nhiều những cái cây cọ và có hình ảnh rất là đẹp. Lát nữa thì mình sẽ đưa các bạn xuống bãi biển của Miami để các bạn có thể nhìn thấy được cái độ dài cũng như là cái mức độ đẹp của cái bãi biển này. Tuy nhiên theo cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy được rằng là nếu như có lần sau quay lại thì mình sẽ quay trở lại cái bãi biển Daytona để mà xem thêm về cái hình ảnh về bãi biển này và lý do tại sao mà mình lựa chọn bãi biển Daytona thay vì là bãi biển Miami Beach hay là Clearwater Beach. Thì các bạn có thể tìm thêm trong các clip của mình nhé. Và cũng có thể là nếu cái xu hướng hay là cái nhu cầu của gia đình các bạn giống với gia đình mình thì các bạn cũng có thể thích bãi biển Daytona hơn. Phía trước là màn hình của các bạn sẽ nhìn thấy cái con đường một chiều này. Đây là cái con đường mà ven biển. Và tại đây thì rất là nhiều các nhà hàng dịch vụ, và các bạn cũng sẽ nhìn thấy ở bên đường những cái biển để gọi là
valet, tức là khi các bạn lái xe tới đây, các bạn chỉ cần đưa chìa khóa cho nhân viên ở đây thì họ sẽ mang xe của các bạn đi gửi. Tại sao lại có như vậy? Là bởi vì tìm chỗ đỗ xe ở cái khu vực này khá là khó khăn, và phải tìm được đúng chỗ. Nhưng mà nếu như buổi chiều tối trở ra thì có thể là đông và khó tìm chỗ, cho nên là các cái quán ăn, các cái quán dịch vụ này họ muốn có thu hút khách thì họ làm luôn cái dịch vụ như vậy. Thì cái điều đó là mình lại liên tưởng tới các cái nhà hàng ở ven biển. Khi mà mình đi ăn ở Việt Nam á, thì mình cũng có cái dịch vụ như vậy nếu như mà các cái quán quá là đông. Thế ở phía bên tay trái của các bạn sẽ là bãi biển rất là rộng lớn, nhưng mà đây mình đưa các bạn đi xem vòng vòng quanh cái khu vực này để các bạn có thể, nếu như mà tới được đây thì các bạn hình dung thêm được về rằng là các bạn có thể là đi được ở đâu, sau đó là có thể gửi xe ở đâu. Nếu như gửi xe ở những cái nơi công cộng dọc ở bên đường thì các bạn có thể kiếm các cái phố ở phía sau cái phố này này, thì nó sẽ có nhiều chỗ đỗ xe công cộng. Và giá đỗ xe ở đây thì nó tầm vào độ khoảng 2 đô một giờ phải không anh? 4 đô. À 4 đô một giờ, như vậy là so với lại các cái thành phố du lịch hay là ở những cái thành phố lớn thì giá như vậy quá là hợp lý rồi. Nếu như mà để mà đi tắm biển thì thông thường chừng độ khoảng 3 tiếng là cũng có thể tắm được. Còn nếu mà để chơi qua buổi tối lâu hơn thì sẽ tăng thời gian lên. Nhưng mà mình thấy cái giá này so với Chicago hôm bữa gửi là 10, 15 đô cho 15 phút đầu à? 20 đô, 20, không nhớ chính xác là 10 đô hay là mười mấy đô trong 10, 20 phút đầu sao? 20 đô cho khoảng chừng. Thế chi tiết giá so với các thành phố khác thì các bạn có thể tham khảo thêm trong các clip về các thành phố lớn của Mỹ, và thậm chí là trong thời gian tới mình tới cả New York hay Boston nữa thì cũng có thể là mình sẽ cập nhật thêm về cái chi phí gửi xe ở những cái nơi công cộng như vậy. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn xuống dưới biển này nhé. Ở ngay sát biển như vậy thì có cái chỗ thuê xe đạp này, nếu như mà các bạn muốn sử dụng để mà chạy vòng vòng thì các bạn có thể là trả tiền ở cái cây này để mà được thuê, cũng như là nó sẽ tính theo giờ đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Bãi biển này thì khá là rộng, từ trong cái khu vực hàng cây này ra tới bờ biển cũng còn khá là xa nữa. Tuy nhiên thì mình thấy được rằng là ở đây họ cũng trải những cái thảm như vậy để mà khi mọi người đi từ dưới vùng biển đi lên thì sẽ không bị lấm chân, bẩn chân. Trước mặt các bạn thì sẽ thấy là một cái bãi biển dài, thật là dài, cát trắng và rất là chắc. Với những cái xe gọi là four wheel drive thì có thể là đi ở trên cái bãi này luôn. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy này, cái nước biển ở đây rất là đặc biệt luôn. Bởi vì nước nó màu trong xanh, như là màu xanh ngọc á, và rất là trong. Nếu như mà các cái bãi biển khác như là Daytona Beach hay là Clearwater Beach, nước không được đẹp như thế này, nước không được trong như thế này. Mặc dù là nó cũng trong nhưng mà một cái màu của nó rất là đặc biệt. Các bạn có nhìn thấy không? Nó màu xanh như là xanh của viên ngọc lục bảo ấy. Thì đó cũng có thể là một cái nét hấp dẫn của cái bãi biển này. Khi tới bãi biển Miami Beach có rất là nhiều các cái dịch vụ để mà các bạn có thể vui chơi. Ví dụ như là lướt sóng này, hay là nhảy dù này, hay là đi tham quan thành phố bằng cái máy bay trực thăng này. Đó là một số những cái hình ảnh về bãi biển Miami Beach để các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể đón xem các điểm du lịch khác của nước Mỹ tại kênh Bước Ngoặt Channel nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.